Bây giờ về cái lý thuyết bếp tích nghe, thì con biết á, là bếp tích á, là khi thủy phân á, là cô giả sử N là số gốc amino acid, alpha amino acid có trong bếp tích, nhớ nghe, N là số gốc alpha amino acid có trong bếp tích, đồng ý nha. Mà sau đó nếu như đề yêu cầu chúng ta lấy bếp tích tác dụng với dung dịch kiềm, thì con coi này, lúc đầu bếp tích sẽ bị thủy phân thành các alpha amino acid, sau đó các alpha amino acid này tác dụng NaOH thì nó sẽ cộng với N lần NaOH. Mỗi amino acid tác dụng một NaOH, vậy N amino acid sẽ tác dụng với N nước, N NaOH để cho ra N muối cộng với lại N nước. Bởi vì là cô đang giả sử là mỗi amino acid là chỉ chứa một gốc NH2 và một gốc COH nha. Đó, vậy thì bây giờ nếu chúng ta cộng hàng trình lại, vậy chúng ta sẽ có là bếp tích cộng với lại N của NaOH sẽ cho ra N muối cộng cho một nước. Tương tự nếu cô lấy N amino acid này nè, cô sẽ cộng HCl thì cô sẽ cộng được với NHCl, bởi vì rằng mỗi amino acid chỉ có một gốc NH2 cho nên nó chỉ cộng với một HCl, vậy cứ N gốc amino acid sẽ cộng được với N lần HCl và sẽ cho ra N lần gốc muối. Như vậy chúng ta cộng lại chúng ta sẽ có như vậy là bếp tích cộng cho N trừ 1 lần nước cộng cho N lần HCl thì sẽ cho ra N lần gốc muối. Như vậy đây là hai phương trình mà chúng ta cần nhớ nếu như là bếp tích các gốc alpha amino acid chỉ chứa một nhóm NH2 và một nhóm COH. Nhưng nếu 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 trong bếp tích có ít gốc glu và y gốc lysine, thì con biết là lysine nhé, là lysine là có hai nhóm NH2 mà glu thì lại có hai nhóm COH. Do đó khi mà cho bếp tích, nếu trong bếp tích nó có cái điều này thì chúng ta sẽ viết cái phương trình nó như thế nào. Đây là khi đó chúng ta có bếp tích này là cũng cộng với NaOH nhưng mà cộng thêm ít lần, trong đó ít là số gốc glu nhé, cho ra muối cộng cho một cộng ít lần nước, lúc nào cũng là một nước, sau đó nếu có thêm ít gốc glu thì cộng thêm ít nước. Tương tự bếp tích này sẽ cộng cho N trừ 1 nước, được chưa? Cộng cho NHCl rồi cộng thêm cho Y nữa, trong đó Y là cái số gốc glycine có trong bếp tích, và khi đó chúng ta sẽ ra N là muối. Nói chung là khi mà chúng ta tính toán các bếp tích phức tạp thì hầu như chúng ta sẽ dùng bảo toàn để tính muối, hoặc là từ muối chúng ta dùng bảo toàn để tính số mol của NaOH hay là số mol của HCl cũng vậy. Rồi chúng ta có một cái chú ý nho nhỏ này nè, chúng ta có một cái chú ý này nè, là nếu như mà bếp tích á chỉ được tạo bởi các amino acid, các alpha amino acid có một nhóm NH2 và một nhóm COH thì nè, số nitơ trong bếp tích á là bằng số gốc amino acid luôn, còn số nguyên tử oxy bằng số nitơ cộng 1. Đồng ý chưa? Nhớ nghe. Nhớ điều này cho cô nè. Thứ hai là chi? Nhớ này, số liên kết bếp tích bao giờ cũng bằng gì? Cái này là nhắc lại thôi. Cái lý thuyết này thì chung chung cho tất cả các loại bếp tích, là số liên kết bếp tích bằng gì đây? Nói cô nghe. Bằng số gốc amino acid trừ 1. Nhớ hỉ. Đây là chúng ta đang tính cho mà thở nghe, bếp tích mà thở nghe. Giờ đề nha, giờ đề. Thủy phân hoàn toàn 21,8 gram đi bếp tích mà thở glu ala trong NaOH vừa đủ thu được dung dịch ít. Cô cạn dung dịch ít thu được M gam muối khang thì giá trị M là nhiêu? Bài này làm sao? M lớn glu ala tính ra nó không nghe.
Hay là một tính chính trừ cho người ta. Đâu, Gluala chứ phải Gliala đâu mà tính chính. Glula 47 47 cộng với Ala là 89 trừ cho một lần nước 218 được chưa? Vậy số mol bé tích là mấy? Là bằng 21,8 chia cho 218 là bằng 0,1. Mà cô đã nói con là sao? Trong lúc mà viết với NaOH là chúng ta phải chú ý đến glu. Vì sao phải chú ý đến glu? Vì nó có hai nhóm COH. Cứ một amino acid, nhớ, cứ một amino acid thì một NaOH. Đúng không? Cứ một amino acid thì một NaOH. Đồng ý chưa? Nhưng nếu xuất hiện glu thì chúng ta đếm glu vô và chúng ta sẽ thêm NaOH tương ứng. Như vậy nè, ở đây chúng ta có mấy amino acid? Hai, là bình thường là sẽ là hai đúng không? Nhưng ở đây có thêm mấy glu nữa? Một glu nữa cho nên cô sẽ cộng thêm một. Là ba. Đồng ý chưa? Và chúng ta sẽ tạo thành gì? Muối, cô không quan tâm là muối chi nữa mất công. Và bình thường là chúng ta sẽ ra một nước nè. Nhưng bình thường là ra một nước nè. Nhưng ở đây vì có thêm một glu nữa nên cộng thêm một nước rồi nữa. Hiểu không? Có glu là mình cộng. Có mấy glu là con cộng thêm vào mấy bấy nhiêu. Đó, ví dụ có hai gốc glu con cộng thêm hai thêm. Đồng ý chưa? Như vậy là đề yêu cầu chúng ta tính gì? Muối. Vậy chúng ta dựa vào bảo toàn khối lượng chúng ta tính được không? Được. Số mol glu này bao nhiêu? Số mol của peptide là 0,1. Vậy số mol NaOH sẽ là 0,3. Muối cô không cần tính, nước sẽ là 0,2. Vậy cô có được muối bằng gì đây? Muối bằng peptide 21,8 cộng 0,3 nhân 40 trừ nước là 0,2 nhân 18. Bằng mấy tên? Mấy? 30,2. Bấm nhanh ghê đó. Thắc mắc gì chỗ này không? Không. Cái uống 6 gram một bếp cho 7 cái uống 6 gram một bếp tiết có công thức là ala nè, gly và lysine, được chưa? Vào 200ml dung dịch HCl 0.45m đun nóng để vẫn hoàn toàn thu được dung dịch ít. Cô càng ít thu được A gam chất rắn khang y, giá trị qua là bao nhiêu? Ok. Lưu ý là cái bài này nè. Bài này là tác dụng với ai đây? Bài này tác dụng với ai đây con? HCl. Mà khi peptide tác dụng HCl là chúng ta phải chú ý đến cái gì? Chúng ta phải chú ý đến lysine. Chúng ta phải chú ý đến lysine. Vì cứ tăng một lysine thì HCl tăng lên một đơn vị. Đồng ý chưa? Bây giờ này cái mờ lớn peptide như bao nhiêu? Nói con nghe. Mờ lớn peptide là bây giờ ala là mấy? 89 này, gly là 75 nè. Va là mấy con? Va là 117. 117, ly là mấy con? Ly là 146. 146 trừ cho mấy nước? 3 nước. Trừ cho 3 lần nước? 45. Mấy con? Mà lớn mấy? 373. 373. Rồi số mol bé tích mấy? 0,32. Là bằng 7,46, 7,46 chia cho 373 bằng 0,02 à. Rồi bây giờ thì chúng ta coi nè, cái bếp tiết của chúng ta là có cái gì đây? Ala Gliva. Rồi bây giờ cho các anh chàng bếp tiết này tác dụng HCl là anh sẽ cộng với 3 lần nước này, bất di bất dịch nè. Bây giờ cộng mấy HCl? 4 nè. 4 gốc amino acid là 4 HCl thêm 1 gốc Gli nữa là 5. Ra muối. Là số mol của HCl là 0,09. 0,09 thì anh chàng này 0,018. Anh này anh sẽ dư là cộng 3 nữa. Anh này dư là 0,02 trừ 0,018 là dư 0,002. Thì có chỉ một phút gần sai lầm cái lần bay đi mấy bài. Rồi để coi nè. Như vậy là điện nói chúng ta là chất rắn khang đúng không? Chất rắn khang là gồm gì? Muối là 1. Với cái anh chàng dư này là 2. 1,4 và 4,1. Rắn khang là bằng muối, muối là mấy?
Thôi tính muối là con biết 0018 của tính bình thường. 1.46 luôn. Con biết 0.18 nhân 373 cộng với nước là mấy? 0.054. Nước là 0.054. 0.054 nhân 18. Còn HCl là 0.09 nhân 36.5. Rồi cộng với bếp tiết dư là 0.002 nhân cho 373. Bằng mấy gam con? Từ vô để tính. Nhân 395 là số lẻ đi. 0.018 nhân 373 cộng 0.054 nhân 18 cộng 0.09 nhân 36.5 cộng 0.002. Ai mượn bảo toàn full ngay từ đầu vẫn được nha. 11.717 nhân 373 11.717. Thiệt luôn á. Bài số 3 nè, đề nó cho chúng ta nè, tri bếp tiết có công thức C8H15O4N3, thấy không? Thủy phân hoàn toàn 0.1 monit trong 400ml dung dịch NaOH1M. Cô cặn về sau vẫn thu được khối lượng chất rắn là, thấy không? Mình lưu ý nè, khi mà cho bếp tiết tác dụng NaOH thì mình phải lưu ý là nó có gốc glu không, đúng không? Ở đây nó có gốc glu không? Chắc chắn là không. Vì sao? Tribetic là có mấy amino acid? 3 alpha amino acid. Mà mỗi alpha amino acid là có ít nhất bộ N. Đúng không? Và ở đây có đúng 3 N. Bây giờ nãy có mấy oxy? 4 oxy. Mà con biết là khi hình thành liên kết peptic là những peptic phía trước đều mất OH. Nó có nhóm COOH thì nó mất OH, như vậy là mỗi anh chàng amino acid trong cái peptic nó chỉ còn lại một oxy. Chỉ riêng cái anh chàng cuối cùng á mới thừa ra là miễn vẫn còn nguyên cái nhóm COOH. Ở đây chúng ta có tri peptic mà lại có mấy oxy? 4. Như vậy chắc chắn không có glutamic. Mà không có glutamic thì khi nó tác dụng NaOH thì nó sẽ ra, nó sẽ cần bao nhiêu NaOH? 3. Và nó ra bao nhiêu muối, bao nhiêu nước? 1. Lúc nào cũng vậy. Khi nào mà có glutamic thì chúng ta mới tăng cái NaOH lên và chúng ta mới tăng cái nước lên. Đồng ý chưa? Như vậy là gì? Chúng ta có cần biết bếp tiết này được tạo thành bởi amino acid nào? Không cần. Vì chúng ta sẽ có ít cộng mấy lần NaOH đây? 3 lần NaOH cho ra cái gì? Muối và một nước. Muối là ra 3 muối lẫn nha. Tùy theo là cái gốc nó có trùng hay không nha. Ok chưa? Như vậy là số mol của ít có chưa? 0.1, số mol NaOH bao nhiêu? 0.3. Dư mấy? Vì đang biết dư 0.1. Đúng rồi, vì nó có ban đầu nó 0.4 trừ 0.1 là còn 0.3. Ở đây là chưa tính cái NaOH ban đầu đó. Cái gì? Dư 0.1. Lồn sau đây. Sửa liền. 0.4 trừ 0.3 là dư 0.1. Và nước của chúng ta sẽ là nhiêu? 0.1. Vậy chất rắn là gì? Là muối cộng với NaOH dư, đúng không? Ok. Rồi. Răng. Một là bảo toàn full luôn, còn hai là tính bình thường đi. Làm răng tính muối. Muối là bằng x là 1. Ủa, mà lớn x có chưa? Mà lấy mấy? 217 à? Cô tin theo con đó nha. 217 nhân số mol là 0.1 cộng NaOH là 0.3 nhân 40. Đồng ý chưa? Nó đang bị dơ rồi. Rồi, trừ nước là 0.1 nhân 18. Rồi cộng thêm NaOH dư 0.1 nhân 40. Đó. Được chứ không được. Đang lựa toàn khối lượng mà. Còn không là tính từng bước như cô tính vậy. Hay là có toàn khối lượng là cộng 0.4 nhân 40 luôn. À được chứ không được, được mà. Còn cô muốn làm kiểu đi cho nhiều đứa khỏi thắc mắc. Hiểu không? Chứ còn con lấy full NaOH cũng được hết.
cầm tay. Rồi kết quả ra 35,9 đúng chưa? Ok, bài tiếp theo. Vậy cái áo gớm vậy. Nào đi. X là tetrapeptic là ala gly va ala, còn y là tripeptic va gly va. Đun nóng m gam hỗn ý hỗn hợp x và y có tỷ lệ số mol x y là 1:3. Với 780 ml dung dịch NaOH1m vừa đủ. Sau khi phản kết thúc thu được dung dịch Z thì m có giá trị là nhiêu? Ồ. Ồ dễ quá ha. Bây giờ đòi gọi số mol của x là nhiêu? Là thì suy ra số mol của y là nhiêu? Là 3, vì đang con suy ra nữa. Để cho tỷ lệ 1:3 nè. Để cho tỷ lệ 1:3 là mình căn cứ cái tỷ lệ mình thêm cái số A vào xong là thôi. Rồi như vậy này, chúng ta có x á là cộng mấy lần nào hát đó hè? 4 lần. 4 lần nào hát thì đang chúng ta biết 4 lần nào hát. Vì nó là tetra mà trong đó nó chỉ có các gốc amino acid, không có glu. Không có glu cho nên là không có thêm nào hát, cũng không có thêm nước gì cả. Rồi tương tự y cộng mấy lần nào hát? 3, đúng không? Vì nó không có gốc glu nữa. Rồi, số mol nào hát nhiêu? 0,78. Số mol nào hát là bằng 0,78 nhân 1 và nó bằng bao nhiêu đây hè? Bằng vì số mol nít là mấy đây? 4A. Số mol nít là A thì NaOH là 4A đúng không? Cái này 3A thì này 9A. Đúng chưa? Rồi như vậy là chúng ta có tổng số mol NaOH là mấy? 4A cộng 9A. Rồi giải ra mấy con? 0,6. Trí có ra 0,6 con? Còn 0,6 chứ. A mà 0,6. Mà điệu còn mình tính cái gì ta? Tính khối lượng vệ tích rồi, có số mol hết chưa? Rảnh đi. Cô không thấy con rảnh ghê á. Rồi khối lượng vệ tích là m lớn của y ít mấy đó? Ala là 89 cộng gly là 75 cộng va là mấy con? 117 đúng không? Trừ 3 nước đúng không? 316 à? Còn m lớn y là mấy? Để coi, va là 117 à? Gly là 75 à? Va 117 à? Trừ 2 nhân 18 mấy? 273. Như vậy là khối lượng là bằng peptic là 316 nhân số mol là 0,06 cộng với y là mấy con? 273 nhân số mol là 3A. Đúng chưa? Rồi bằng mấy con? Rồi kết quả? Mấy? 68,1 nè, vẫn có đúng không đó? Vì tính đó nghe. Cô chờ, trông chờ thì con thấy đó nghe. Lỡ mà sai thì tự chuyện nghe. Rồi, X là đi peptic mà thở gly ala, còn Y là tri peptic mà thở là ala ala gly. Như vậy là m lớn X là có không? M lớn X mấy con? 146. M lớn X là 75 cộng 89 trừ 18. 186 à? Rồi m lớn Y mấy? Là 89 cộng 89 trừ cộng 75 chứ. Trừ 2 lần nước là mấy? 217. Rồi. Bây giờ này, đun nóng 36,3 gam hỗn hợp gồm 2 peptic X và Y, tỷ lệ mol 1:1, tỷ lệ mol 1:1 là đang. Tỷ lệ mol 1:1 là đang. Là gọi A. A là số mol của ai? Của Y. Thì suy ra số mol của Y là mấy? Là A. Là A luôn. Đồng ý à? Rồi khối lượng hỗn hợp là mấy con? 36,3. Bây giờ cái anh chàng ít đây nè, là anh cộng với mấy lần nào hát đây, phải ghi đi xuống để xí nữa xem cho nó nhớ. Rồi. Khối lượng của hai bí tích là mấy con? Khối lượng hai bí tích là mấy? Khối lượng hai bí tích là 36,3 cô. 36,3. Là cô có gì đây? 36,3. Đúng không? Bằng bếp tích thứ nhất là 186 nhân A. 146 chứ rằng khi nãy cô hỏi 186 à, ổng đồng ý với cô.
Rồi. Cộng y là mấy? 2, 17 nhân a luôn. Đúng không? Rồi, tính được a không? A mấy? A bằng 0,1. Huynh làm cái ra không con? Rồi. Mà bây giờ để yêu cầu là cho cái này tác dụng nào hát vừa đủ thu được muối. Rồi bây giờ thằng ít coi nè. Ý cộng mấy lần nào hát? Hai nào hát? Vì đang đứa. Bởi vì có hai đích tích. Hai gốc amino acid. Hai gốc alpha amino acid. Mà không có glu mối trơn. Dạ. Rồi y cộng mấy lần nào hát? Y cộng ba lần nào. Ừ, cho ra. Một muối. Một ra nhiều, ba muối với một nước. Ba muối một nước. Nhưng muối mình không quan tâm. À, rồi, số môn này là anh chàng ý là mấy? Không biết một. Nào hát là không biết hai. Còn đây là không biết một. Rồi, tương tự thằng Y cũng là 0,1, đi 0,3, đi 0,1. Tính muối hả? Muối bằng gì? Muối bằng khối lượng bế tích. À, bế tích là mấy? 36,3. Còn cái khối lượng nào? Cộng nào hát là 0,2 cộng 0,3 nhân 40 trừ cho nước là 0,1 cộng 0,1 nhân 18. Rồi bao nhiêu gan? 52,7 gan. Rồi, cô tin tưởng con nghe. Con đừng có làm cô đi dài theo năm tháng luôn vậy. Mà đưa thẳng là 3, 5 tháng 3. Thủy Vân hoàn toàn bố viết 34 gram tribeptic mạch thở được tạo nên từ 2 alpha amino acid có công thức vàng H2NCXYCOH. Như vậy là nó được tạo thành từ amino acid đơn đúng không? Đơn chức. Mà đơn chức là khi tác dụng HCl hay là tác dụng NaOH thì chúng ta sẽ gì? Sẽ là 3 hết trơn á, không có liên quan gì, không có cộng. Tác dụng NaOH thì lưu ý gốc glu, mà tác dụng HCl thì lưu ý gốc lysine. Nhưng ở đây không hề có glu và lysine. Cho nên chúng ta sẽ không quan tâm đến cái việc là cần cộng thêm trong khi tác dụng NaOH hay là HCl. Rồi vô C. Vậy bây giờ chúng ta có gì đây? Tribeptic. Tribeptic. Bây giờ ít nó sẽ cộng được mấy lần nào hát? 3 nào hát. Sẽ cho ra muối và nước. Rồi. Như vậy là cô đặt số mol của amino acid là amol. Thì nào hát là 3A. Và cô sẽ có nước là A. Vậy bảo toàn khối lượng cô có gì đây? 4,34 cộng cho 3A nhân 40 thì bằng muối là 6,38 cộng 18 nhân A. Mày giải ra hàng mấy? 0,02. Ok. Bây giờ rồi sau khi tính cái A bằng 0,02 cái bài A14 á, là sau đó mình cho ý tác dụng nào HCl đúng không? Là đầu tiên là ý thủy phân ra các amino acid. Rồi sau đó các amino acid nó mới tác dụng với HCl. Mà ở đây rõ ràng là ý là tribeptic cho nên nó sẽ cộng với hai nước. Cộng phun luôn, 3HCl thì ra muối. Vậy cái khối lượng muối mà chúng ta thu được ở đây nè là bằng gì? Bằng ít là 4,34 nè. Cộng với nước, ồ cái này 0,04 nè. Cộng với nước là 0,04 nhân 18 nè. Rồi cộng với HCl là 0,06 nhân cho 36,5. Vậy khối lượng là mấy? 4,34 cộng 0,06 nhân 36,5 cộng 0,04 nhân 18. Bất ngờ chưa? Là 7,25. Mà đáp án đi là nếu mà cổ X là hexa peptic được tạo thành từ glycine. Hexa là đăng 6 cái gly đi với nhau, đúng chưa? X là 6 cái gly đi với nhau, mà gly là amino acid chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COH thôi. Rồi bây giờ nè, cho 0,15 mol y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, lấy dư 20% so với lượng cần thiết. Sau phản cô cạn dịch thì thu được bao nhiêu gam chất rắn? Cô hỏi là cái chất rắn đó là ai? Chất rắn đó là ai? Muối với lại NaOH dư. Bây giờ cô hỏi nè, nó cộng mấy lần NaOH? 6 lần NaOH cho ra gì? Muối và một nước. Bây giờ này số mol của y có chưa? 0,15 thì số mol NaOH mấy? 0,9 và nước là mấy? 0,15 mà mol của y có chưa? Mol y là mấy? Vì đang 306. 75 nhân 6 trừ cho 18 nhân 5
chiều với năm nước đi đúng không? Rồi mấy? 356 rồi, ít chứ con à? Rồi, bây giờ muối thu được bao nhiêu? 360 à? Rồi, vậy thì muối thu được là nhiêu rồi nè? Muối là bằng 0,15 nhân 360 cộng với NaOH là 0,9 nhân 40 trừ cho nước là 0,15 nhân 18 là muối là mấy gam? 87,3. Thêm NaOH dư nữa. NaOH dư mấy? NaOH dư là mấy? Dư 20% so với lượng phản ứng. Tức là lấy 20% nhân cho 0,9 ra mấy con? 0,18. Đúng không? NaOH dư là 0,18 nha. Vậy rắn là gồm gì đây? Rắn gồm muối là 87,3 cộng NaOH dư 0,18 nhân 40. Happy birthday to you. Đâu đâu ra mấy con? Thiệt. Ra mấy gam? Bấm máy tính cho cô đi. 94,5 gam. Bao nhiêu mấy đứa? Làm chỉ có 94,5 gam, mình chỉ có 94,5. Đâu có đáp số mà 94,5. Rắn hả? Ừ. 94,5 hả? Thì ra nãy giờ con nói là cô đê đi. Cô đê. Cô đã làm có cái mỗi trường, hắn nói 94,5. 94,5 là 94,5 hả? Ok. Trang mượn sữa đó bán khác một phát là không biết đánh đi. Đi về với cô. Rồi xong chưa? Bây giờ này hỗ hợp X gồm chất X là C2H8 N2O4 và chất Z là C4H8 N2O3. Thấy chưa? Trong đó này Y là muối của axit đa chất, còn Z là diabetic mà thở. Ok chưa? Bây giờ này cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng thu được 0,2 mol khí. Mặt khác cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 7 mg chất hữu cơ. Điều cộng ta tính giá trị mà. Bây giờ này xét cái chất giấy trước, con thấy cái giấy không? Cái giấy là gì đó? Là đi với tiết. Mà đi bếp tiết á, là ở đây có mấy nitơ? Trong tức nó có mấy nitơ? 2 nitơ. 2 nitơ. Mà có mấy oxy? 3 oxy. Như vậy là chắc chắn nó được tạo thành từ các amino acid, chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COH. Cho nên là cái việc mà tác dụng NaOH là tác dụng HCl, chúng ta không phải để tâm là có glutamic hay là có glycine hay không. Vậy khi nó tác dụng NaOH thì nó sẽ cộng 2 lần NaOH. Khi tác dụng HCl thì nó sẽ cộng với 2 lần HCl. Như vậy, công thức cấu tạo của chất Z cô có cần quan tâm không? Không cần. Nhưng bây giờ chất Y là phải quan tâm nè. Y là muối của axit đa chất. Bây giờ trong Y có mấy oxy? 4. Như vậy chắc chắn đây phải là muối của axit mấy chất? 2 chất. Muối của axit 2 chất là có mấy? Mấy nhóm CO? 2 nhóm CO. 2 nhóm CO là hắn mấy carbon rồi? 2 có nhóm carbon rồi, 2 nhóm rồi. Có 2 carbon rồi. Em tôi. Vậy thì cái phần còn lại còn chứa carbon nữa không? Không. Còn dư lại mấy H, mấy N? 8H2N. Mà 8H2N ráp vô thì mỗi thằng là một NH4. Em tôi. Đúng không? Đúng không? Đồng ý chưa? Ok chưa? Được chưa? Như vậy cái X là cái Y là cái chi đây? Cái Y này chính là muối amoni của axit oxa salic. Như vậy chúng ta có nè, cái chất bây giờ cho hai chất tác dụng với NaOH. Cái này tác dụng NaOH là gì? Cộng 2 lần NaOH cho ra muối oxalat cộng với 2 lần khí NH3 cộng với hơi nước. 2 lần NH3. Đồng ý chưa? Ủa, rất đơn giản. Rất là đơn giản. Đúng không? Còn cái anh chàng chết đó là anh cộng mấy lần nào hát con? 2 lần nào hát. Anh cho ra cái gì? Muối cộng một nước đúng không? Rồi, cái số mol khí là mấy? 0,2 nè. NH3 là 0,2. Thì cái chất số mol của Y sẽ là 0,1.
đúng không? Đúng không? Đúng, 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 đúng. Rồi ra hồi nữa tính gì tiếp theo? Tính gì tiếp theo con? Hắn kia là cho tác dụng 25,6, mặt khác là cho 25,6. Ừ, để tính cái thằng Z thì bao nhiêu rồi chứ? Z là không lấy 25,6 rồi cho. Ừ, cái Z này là bao nhiêu? 25,6 nè, trừ cho cái mười. Mười là mấy? Là bằng 25,6 trừ cho 0,1 nhân mấy đó. Ủa đây tôi là 14 luôn mà. Ờ, cái nó là 18 đó. 18 cộng cho 44 nữa là mấy? Rồi nhân 2 lên. Từ bình tĩnh em biết. 18 cộng 44 là số 2, số 2 nhân 2 là 124. Tính bị sai. Là ra mấy gam, 10 giấy là mấy gam? Ra được 13,2. 13,2 à? Tính là số mỗi giấy luôn đi. 3,2. Chia mờ lớn quá. Mờ lớn quá là mấy? C4,8 là 23. C4,8 là 23. Ok chưa? À, không bị mù đúng không? Không mù đúng à. Rồi bây giờ cho hai anh chàng đi tác dụng HCl nè. CO NH4 cộng với HCl là cộng với 2 lần HCl cho ra muối gì? Cho ra gì? Cho ra là COOH tất cả 2 lần cộng với lại 2 lần nữa 4Cl. Đây là muối quả xích yếu nè. Đó là muối quả xích yếu mà. Mà HCl xích mạnh đẩy ra ngoài. Rồi đến cái Z. Cái Z là dipeptic cho nên nó sẽ cộng với một nước và cộng với 2 HCl để ra muối. Ở đây trong cái Z là nó không có cái gốc glycine. Gốc glycine. Nó không có gốc glycine cho nên cái việc mà chúng ta không cần phải tăng thêm HCl vào. Nó là dipeptic thì nó chỉ cộng thêm một nước trong cái quá trình cộng HCl thôi. Và đây chúng ta có số mol Z là 0,1. Vậy số mol nước là 0,1, số mol HCl là 0,1. Đề nó yêu cầu chúng ta là chất hữu cơ thì lưu ý chất hữu cơ của chúng ta gồm cái muối. Muối nào? Muối này nè. Và cái COO tất cả hai lần. Đó. Đồng ý chưa? Mà cái muối này thì chúng ta tính bằng bảo toàn khối lượng của cái phương trình này là bằng khối lượng Z là 13,2 gam cộng với khối lượng nước cộng với khối lượng axit. Còn cái COOH tất cả hai lần lấy chúng ta lấy số mol 0,1 nhân mà lớn là 90 thì ra kết quả chất hữu cơ là 31,3 gam.